Trẻ tự ti thường liên quan đến ba hành vi của bà mẹ. Chào các mom, lại là Ngọc đây. Hôm nay mình muốn chia sẻ một cái vấn đề. Tại vì mình thấy thì xung quanh mình cũng có một số bạn. Mình cảm thấy là như điển hình là cháu của mình, mặc dù là trông thì vẫn rất là ổn, nhưng mà thấy là nhiều khi khá là tự ti. Đó, chỉ thích, chỉ muốn nói chuyện với những người mà thân quen thôi, còn những người lạ lạ chút như mình ở xa ấy, đôi khi mình về thôi nhưng cũng thấy là bạn ấy nhút nhát hơn Leo, có chút rụt rè nữa. Đó, rất nhiều hành động trong cuộc sống hàng ngày của cha mẹ sẽ ảnh hưởng lớn đến cái hành vi và tính cách của con cái. Đối với trẻ em thì cái sự hình thành và mức độ giá trị của bản thân chịu ảnh hưởng lớn, rất là lớn từ gia đình luôn. Thật sự là như thế, đặc biệt là nó liên quan chặt chẽ đến cái cách nuôi dạy của cha mẹ, thái độ này và cách đánh giá của họ đối với trẻ nữa. Và trong cuộc sống thì sẽ có ba hành vi mà sẽ rất dễ khiến cho con của bạn trở nên tự ti hơn. Cái đầu tiên là bỏ bê tình cảm. Trong quá trình trưởng thành của trẻ thì thái độ của cha mẹ giống như một cái tấm gương để trẻ nhìn và cảm nhận mình là người như thế nào. Mình chia sẻ thực sự thì như anh trai của mình và chị dâu của mình ý, thì đều ở quê và mọi người thường xuyên là theo một cách nuôi con rất là truyền thống và rất là bản năng. Mình thấy là như anh của mình và chị dâu của mình thì thường chưa có kinh nghiệm nuôi con, cũng đều là lần đầu làm mẹ, lần đầu làm cha, nhưng mà họ cũng rất là ít khi tìm hiểu cái kiến thức ấy. Mình thấy là khi mà kể cả là những ngày nghỉ hay ngày gì đó ấy, anh chị thường rất là ít chơi với cháu của mình. Thật sự là thế, rất là ít chơi, nhiều khi để cho ông bà chăm cả ngày luôn ấy. Như bản thân mình thì mình cũng chưa phải là người mẹ tốt, nhưng mà mình thừa nhận rằng là nếu có thời gian thì mình sẽ dành rất là nhiều thời gian để chơi với con được nhiều hơn, nói chuyện với con nhiều hơn. Đó, thực ra thì trong cái giai đoạn mà quan trọng đầu đời của con, nhất là giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, trẻ cần được sự quan tâm tích cực từ cha mẹ. Nếu nhận được sự quan tâm và yêu thương và thấu hiểu của cha mẹ thì trẻ sẽ thấy là mình quan trọng và có giá trị và xứng đáng được đối xử tốt. Đó. Ngược lại, nếu như mà cha mẹ thường xuyên phớt lờ này, có thái độ thờ ơ này, từ chối này, hay là ngăn cản trẻ bộc lộ cảm xúc thì sẽ khiến trẻ cảm giác là bị bỏ rơi, sợ hãi, lo lắng, nghi ngờ cái tầm quan trọng và giá trị của bản thân. Mình rất là sợ, kể từ khi mà mình mang thai Lucy, mình rất là sợ Leo bị tủi thân, thật sự luôn. Chưa nói đến cái việc là bị bố mẹ thờ ơ, mà ngay cái việc là bố mẹ có thêm em thôi, mình cũng đã rất sợ Leo bị tủi thân rồi. Đã rất mong muốn mình tuy rằng là bận chăm bạn Lucy, nhưng mình cũng rất mong muốn động viên chồng lái cố gắng chơi với Leo nhiều hơn để con bớt tủi thân hơn. Đó, nên chúng ta hãy chú ý đến cái video đó, hãy dành nhiều cái sự quan tâm thực sự đến con nhiều hơn. Cái thứ hai đó chính là đặt kỳ vọng và yêu cầu quá cao ở trẻ. Ở Việt Nam mình thấy là, nhất là ở những cái vùng quê ấy, thì thường là con đã rất cố gắng rồi nhưng ba mẹ vẫn kiểu chê để cho con phải cố gắng nhiều hơn ấy. Nhưng mà thực ra thì cái này nó vô hình chung nó khiến con của mình càng ngày càng tự ti hơn ấy, không tự tin vào bản thân ấy, kiểu thế. Người mẹ mà luôn không hài lòng với mọi thứ về con cái của mình ấy, thường xuyên coi thường, lúc nào chê bai này, căn phòng thì bừa bộn, kết quả học tập thì không tốt, kế hoạch học đại học cận, vân vân và mây, lúc nào cũng là con nhà này con nhà kia, nó chăm học nó thế này thế kia ấy. Đấy, chúng ta hay có một cái truyền kỳ là con nhà người ta đúng không, kiểu thế. Thì đây là một kiểu mà cha mẹ lúc nào cũng đòi hỏi là quá cao của con mình. Đó, hy vọng con sẽ trở thành những đứa con ngoan này, học giỏi này, và không ngừng giúp con cái làm đăng ký học thêm rồi đăng ký này kia. Thì ngày nay mình thấy các bạn học quá là nhiều, thật sự như mình ngày xưa mình đã học rất là nhiều rồi, nhưng mình thấy là ngày nay còn học nhiều hơn, mình thấy mình còn áp lực thay luôn ấy, thật sự. Thì thực ra ấy, suy nghĩ như vậy thì cũng là dễ hiểu, bởi vì đôi khi ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho các con thôi, cũng mong muốn rằng con của mình sau này có cuộc sống tốt đúng không nào. Tuy nhiên thì vô hình chung ấy, khi mà chúng ta làm như thế thì sẽ rất là dễ khiến cho con ấy cảm thấy rằng là vô tình là khiến cho con cái trở nên là bị áp lực hơn, khiến họ không nhìn nhận và đánh giá đúng thực lực của trẻ, và vô tình
khiến vô tình là gắn cái điều kiện vào tình yêu của con cái, thường được biểu hiện dưới dạng ví dụ như là con đỗ cái này, được đạt cái thành tích này thì bố mẹ vui vẻ và thưởng cho cái này cái kia, còn nếu mà không đạt thì sẽ rất là thờ ơ rồi mắng mỏ rồi là khó chịu các kiểu như thế. Thì một đứa trẻ mà lớn lên như vậy thì nó sẽ trở thành một kiểu người dù điều kiện thành tích của bản thân có tốt đến đâu thì luôn luôn cảm thấy là mình không đủ tốt, mình phải không ngừng đòi hỏi bản thân, thường lo lắng và lúc nào cũng muốn là tốt hơn, vô hình chung thì áp lực ấy nhiều khi còn tác dụng là ngược ấy, đó khiến cuộc sống không được thoải mái và hạnh phúc đâu thật sự. Điều thứ ba đó chính là thường xuyên phủ nhận và đánh giá con, như mình vừa nói là không ít rất là ít khi khen, mặc dù con đã đạt cái kết quả tốt hơn rồi nhưng mà vẫn cứ nói là kết quả này vẫn chưa phải là tốt nhất đâu, chưa phải là hay ho gì đâu mà tự hào, nhiều khi là như thế đó. Có một người trên mạng thôi kể lại rằng là từ nhỏ tới lớn thì lúc nào tôi cũng bị mẹ cự tuyệt phớt lờ này, mặc dù là trong mắt người khác thì tôi là một rất xuất sắc nhưng mà chưa bao giờ nhận được sự công nhận từ mẹ của mình và lúc nào cũng có cảm giác yếu kém hơn người khác. Thì đối với một người trưởng thành mà tác động của đánh giá và thái độ của người khác đối với cái sự tự nhận thức của một người rất là hạn chế, thế nhưng mà trẻ em thì lại khác, cái sự đánh giá và thái độ của những người xung quanh sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến, bởi vì là đặc biệt là những cái người xung quanh gần nhất đến bố mẹ còn không cần công nhận, những người giáo viên này, những người mà ngày ngày tiếp xúc này, người thân xung quanh này đó mà còn không được công nhận thì cái sự đánh giá và thái độ của họ nó trực tiếp quy định đến cái mức độ và giá trị bản thân của đứa trẻ, thì mình thấy nó rất là thiệt thòi thật sự. Nhưng bản thân mình cũng từng lớn lên trong cái môi trường như thế nên là mình không mong muốn rằng con của mình sẽ như thế. Mình thấy là không nhất thiết là con phải nhất lớp, không nhất thiết cái gì phải hoàn hảo đâu, miễn là con vui vẻ hạnh phúc là được, thật sự là như thế. Cái tiêu chí mà khi mà mình tìm trường cho con ấy, cơ sở vật chất này, chất lượng giáo dục này, nhưng mà đến khi con bước chân vào lớp học, con học trong đó một vài ngày, nếu như mà con cảm thấy không vui vẻ, không thấy hạnh phúc thì mình sẵn sàng cho con chuyển trường, mình sẽ không cố ép con để lấy thành tích làm gì đâu, thật sự là như thế. Nếu như là một đứa trẻ mà trong cái sự phủ nhận và tấn công của cha mẹ trong một thời gian dài và trong cái thời thơ ấu thì rất là dễ sẽ có vấn đề về sức khỏe, về tinh thần này, và tự đánh giá thấp bản thân mà cảm thấy rằng là không quan trọng, không được yêu thương ấy, thì dễ rơi vào trầm cảm và khép kín lắm. Bây giờ đặc biệt là cái thông tin rất là nhiều, cái luồng thông tin trẻ được tiếp xúc với cái những cái thông tin đó rất là nhiều rồi nên là mình cũng rất sợ rằng con sẽ gặp phải những cái thông tin tiêu cực dẫn đến lại với tinh thần của con lắm, cho nên là bây giờ cha mẹ nuôi dạy những bạn nhỏ mà tích cực này, lạc quan, tự tin thì cha mẹ đầu tiên ý là chúng ta nên công nhận những cái sự cố gắng của con và một cách giáo dục mà lành mạnh đó, và cái việc mà phủ định và đánh đập thì nó sẽ chỉ làm cho con trẻ trở nên là mất niềm tin vào bản thân và mất niềm tin trong cái tương lai và dẫn đến là cái nhiều khi là cái năng lực của con đủ nhưng mà con lại thiếu tự tin thì sẽ mất đi nhiều cơ hội trong học tập, trong công việc và trong cuộc sống đó. Đó, đấy là những cái điều mà mình muốn chia sẻ đến các bậc cha mẹ, mặc dù mình mới chỉ có bạn nhỏ là gần 4 tuổi và một bạn hơn 3 tháng thôi, nhưng mà mình cũng có tham gia vào những cái hội nhóm dạy con trong hạnh phúc này, chăm con khỏe này, mình hàng ngày tìm hiểu những thông tin, đọc những cái bài, những chia sẻ của những anh chị mà có kinh nghiệm và những người mà đã nuôi dạy con trong hạnh phúc các thứ ấy, thì mình rất là thích và rất là hâm mộ và mình cũng mong muốn là sau này mình cũng nuôi dạy những đứa trẻ, những đứa con trở nên vui vẻ và hạnh phúc. Bởi vì cuộc sống của chúng ta hướng đến là gì? Hướng đến là hạnh phúc mà, có phải là hướng đến thành tích đâu, đúng không nào? Đấy là cái điều mà mình muốn chia sẻ đến ngày hôm nay. Cảm ơn.
cảm ơn mọi người đã xem video của mình.